chương 1, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Que sách 879 anh dảo bước vào đại sảnh của Windows và cuốn theo ánh nhìn của tất cả phụ nữ nơi đây họ đều tạm dừng công việc đang làm của mình. Điều này cũng không lấy gì làm lạ. Mỗi lần anh xuất hiện trước mặt đám đông phụ nữ, dù ở đây, ở quê nhà, hay ở đâu khác nữa, phụ nữ không thể không ngước nhìn tại Windows, cũng không là một ngoại lệ dù cho anh là một người Viking và tất cả họ đều là người Saxon, và dù cho người Viking và Saxon hiếm khi hòa nhập mà không có xô sát. Chỉ mới năm ngoái những người đàn ông của họ còn chưa kết thúc cuộc chiến khác với những người Viking Đan Mạch ở phía Bắc. Điều khiến những người đàn bà này đều bị mê hoặc bởi anh chàng Viking này không phải bởi anh ta là một chiến binh tinh nhuệ và được đảm bảo hay bởi chiều cao áp đảo có phần còn vượt cả lãnh chúa roi người có chiều cao vượt trội trong những người saxon lý do đơn giản hơn thế chỉ bởi họ chưa bao giờ biết đến một người đàn ông với vẻ đẹp trai khác thường của Selig Hadred anh không chỉ có một cơ thể khiến những vị thần miền nam phải ghen tị mà anh còn sở hữu một khuôn mặt thiên thần với đôi mắt có thể sáng lên như ánh bạc hay âm u như một cơn bão mùa hè, xương gò má nhô cao tạo nên một sống mũi hoàn hảo, với bờ lông mày hình cánh cung mỏng và một bộ tóc dài và đen ánh. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê com đó không phải là một cuộc chiến tranh, như Kristen từng lo sợ, mà là một kế hoạch mới của Đức vua Alfred và những cố vấn nhằm mục đích củng cố nền hòa bình hiện hữu nhóm năm người đại diện tới windus từ phía tây đang trên đường đến cung điện của vua gadrâm theo lệnh của alfred họ đã không bị tấn công người đàn ông trông ốm yếu không hề bị thương mà dường như nỗi phiền muộn nào đó khiến anh ta tổn thương nặng nề đến mức không muốn thực hiện lệnh của đức vua Kristen không hiểu công chuyện của những người đàn ông cho đến khi nàng nhìn thấy người đàn ông trông ốm yếu ấy tới giường và gọi đến vài thầy thuốc và khi nàng còn chưa kịp về phòng thì đã nghe tin. Anh ta đã qua đời. Nhanh đến mức hai thầy thuốc cũng không biết nói gì nữa. Khi nàng đến báo tin giữ này cho những người ơi còn lại, họ có vẻ buồn giàu, không phải vì tiếc thương cho người bạn đồng hành không mấy quen biết mà bởi sự thất bại với nhiệm vụ lần này do cái chết của anh ta gây nên. Họ đó ân rằng Đức Vua sẽ rất tức giận. Roy thì nghi ngờ về điều này. Vốn hiểu rõ tính tình của người bạn mình, anh có thể hình dung Alfred sẽ tức giận về sự chậm trễ và rồi sẽ tìm ai đó thay thế vị trí của người đàn ông xấu số việc tìm một người thay thế hẳn là không dễ dàng bởi chính người phiên dịch đã chết là người giúp vị giám mục nói chuyện với những người đan mạch trong bữa tiệc của họ và cũng là một nhà ngoại giao ba người đàn ông còn lại đi theo với vai trò bảo vệ bởi lẽ họ có những mảnh đất đang chờ cấp phép mà những tên trộm đang thèm muốn vai trò giám mục này không dễ thay thế bởi lẽ không có nhiều đàn ông ở vương quốc của alfred có thể nói được tiếng đan mạch để trở thành một người phiên dịch Selig cũng phải đợi cho đến khi roy có thể giải thích tình hình không phải bởi vì anh đang bận bịu như em gái mình mà chỉ bởi anh không thể hiểu một lời nào của những người saxon không như kristen người được học nhiều thứ tiếng khác nhau từ những người nô lệ trong suốt những năm tháng trưởng thành tại quê nhà bao gồm cả ngôn ngữ của chồng mình Selig chỉ học những ngôn ngữ mà anh cho là cần thiết với việc buôn bán do đó anh có thể nói chuyện với bất cứ người Đan Mạch hay Thụy Điển hoặc có thể khiến những người Phần Lan hay Slap hay Seo nghĩ rằng Selig là một người bản xứ, vì âm vực của anh rất khá. Nhờ thừa hưởng từ mẹ của mình. Nhưng anh không thể nói chuyện với một người Saxon trừ Roy, người cũng hiểu tiếng Seo. Selig thấy không cần thiết phải học những ngôn ngữ khác mà Kristen từng học bởi lẽ anh không có ý định xâm nhập vào bất cứ mảnh đất phương Nam như những người Viking khác vẫn làm, mà chỉ định theo bước cha và trở thành một thương gia. Chiến đột kích của anh và những người bạn năm xưa thực chất chỉ là một trò nghịch ngợm với mục đích là kiếm chắc một chút từ mảnh đất này trước khi người Đan Mạch có ý định chinh phục. Giờ đây thì anh cần phải học tiếng Saxon, bởi lẽ anh định định cư trên mảnh đất này nhưng anh không còn là một đứa trẻ không có việc gì ngó ai truyện học hành nên anh không thu lượm được nhiều thêm vào đó anh không vội vã với chuyện học và thường xuyên không hiểu bởi không ai chịu nói chậm cho anh cả thực tế là những từ vựng mà anh học được anh học từ những người đàn bà và những từ vựng này không hẳn sẽ có ích trong những cuộc nói chuyện thường ngày khi roy quay trở lại nơi mọi người tụ tập tại đại sảnh kristen cũng vừa trở về từ phòng ngủ của lũ trẻ họ vừa ăn tối cũng với những vị khách nhưng cả Selig và Kristen đều cố gắng không tham gia vào cuộc nói chuyện chủ yếu là màn than vãn của những vị khách lạ sảnh đường vẫn nhộn nhịp bởi những hoạt động mặc dù trời bên ngò ai đã khá tối vì giờ đang là mùa hè sau khi rót đầy những cốc bia Kristen nói trước có phải em nghe lầm không có thật là đức vua Alfred thực sự mong muốn một số liên minh hình thành thông qua những cuộc hôn nhân Roy nhún vai, tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên như vợ mình, đó là mục đích chính. Đã có ba vị quý tộc tình nguyện hy sinh con gái mình cùng với những món hồi môn hậu hĩnh. Kristen để cho cụm từ, hy sinh, trôi đi, biết rằng anh vẫn chưa thể tha thứ cho những người Đan Mạch. Có lẽ là không bao giờ có thể vì cuộc thảm sát tại win vào nhiều năm trước những món hồi môn đó có bao gồm cả đất đai. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Selig lên đường tới Đông Anglia vào buổi sáng hôm sau. Vị giám mục già tỏ ra hết sức vui mừng về lời đề nghị của anh, và thực tê là ông ta cũng biết đôi chút tiếng sen tích. Fme cũng tham gia chuyên đi này với vai trò hỗ trợ. Tuy vậy, duy nhất vị giám mục là chờ đợi vào việc đi tới vùng đất cai trị bởi người đờ mơ. Những người khác đều phải đấu tranh bản thân rất nhiều lần để có thể cảm giác thoải mái giữa họ, dù hòa bình hay không ngoại trừ Selec. Người đã biết người đờ mơ rất lâu trước khi biết đến những người Saxon và không có hằn thù gì với họ. Nhưng đó là vài ngày trước khi ra khỏi địa phận của Wessex, hành trình của họ trở nên chậm chạp hơn, với nhiều lần dừng lại để nghỉ ngơi tại những trang viên họ đi qua hoặc dọc trên đường. Sự chậm chạp này không khiến Selic buồn phiền bởi bản tính thoải mái, dễ cười và khó nổi nóng của anh. Mặt khác, anh chưa có cơ hội thưởng ngoạn vùng đất mà anh định sinh sống khi anh mải đi tìm kiếm Kristen và những người bạn sau khi hồi phục chấn thương do người em họ của Roy gây ra. Và sau khi anh gia nhập cuộc chiến. Vì thế nên anh rất lấy hài lòng với cuộc hành trình này. Em gái của anh đã tiện anh với một lời hứa, anh sẽ thấy rằng Eva và đám thuộc hạ của mình không phá hỏng ngôi nhà mới của anh nếu họ có trở về trước anh. Nhưng tốt hơn anh nên hy vọng rằng sẽ không có người đàn bà nào ở cung điện của rầm vì họ có thể sẽ không buông tha anh đâu. Anh chỉ cười, nàng rất thích trêu chọc anh, mặc dầu phân nửa những gì nàng nói là đúng và với mục đích chỉ trích nhưng hiếm khi đạt được mục đích những thuộc hạ của anh thì không thích việc trêu chọc, thường gọi anh là Selic với khuôn mặt thiên thần hơn là Thánh Selic, cái tên được gọi từ lúc mới sinh. Một cái tên không phải bắt nguồn từ khuôn mặt khiến phụ nữ bị mê hoặc mà bởi vì bà mụ đã nói rằng anh chết ngay lúc mới sinh và chính cha anh đã thổi nguồn sống cho anh. Ngày thứ hai của chuyến đi kết thúc với một bầu trời không mây và mặt trời nóng bức khiến họ và đi chậm hơn vì sức khỏe của vị giám mục nhưng cảnh quan xung quanh thì thật là dễ chịu, với mặt đất hiền hòa và màu mỡ. Khi họ đi qua cánh rừng nhỏ với bóng dâm che kín lối đi hẹp, Esme lấy làm thích thú với những câu chuyện của Selig và anh đang kể về một nữ thần ngoại giáo người đã xuống mặt đất để tìm người yêu đã chết. Nhưng tất cả những người chiến binh vĩ đại đều đã rời cuộc chiến và người duy nhất nàng có thể tìm thấy lại là một người chan lợn đây không phải là là một người chăn lợn bình thường, mà vốn là một vị thần cải trang, vốn say mê nữ thần ấy đến mức sẵn làm bất cứ điều gì để có được một đêm với người đẹp. Thậm chí là nuốt sống những thứ rác rưởi trên trái đất. Nhưng vị nữ thần đã đỏ ẩn được chờ lừa bịp của vị thần đó và đỏ ẩn người đã bị phục kích mà không hề hay biết. Từ lùm cây một tuần người xông ra với gậy và dao găm vung lên đỏ ẩn người không có thời gian để rút gươm hoặc cầu nguyện lần cuối vì cuộc tấn công xảy ra quá nhanh. Trong số hàng tá gương mặt, Selig chỉ nhìn thấy một người anh không nhận ra ai cả tên cướp, theo giả định của anh, mặc dù hắn ta ăn vận khá chỉn chu, vùng gươm chém phăng đầu vị giám mục. Và rồi anh cảm giác một cơn đau bùng nổ phía sau gáy và anh ngã xuống. Một chàng trai trẻ dẫn con chiến mã vượt rừng trở về với lãnh chúa của mình vị lãnh chúa cưỡi ngựa đi dò xét về cuộc càn quét do đám thuộc hạ của mình. Hãy lấy ngựa, hắn nói với viên chỉ huy của mình và từng đồng xu của họ để cho nó trông giống một vụ cướp và nếu Alfred cử những người khác đến thì họ sẽ chịu chung số phận. Chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio.com Erika đưa chiếc muỗng to lên đầu lưỡi nếm thử món đậu ninh và thở dài, vì một lần nữa viên đầu bếp cần chỉ dẫn của nàng thêm một chút nghệ tây đi, Herbert, và đừng có hà tiện muối nữa. Tên lái buôn sắp quay trở lại, và ta sẽ mua bổ sung những nguyên liệu còn thiếu, bao kèm cả những gia vị của ngươi, nàng cũng không cần phải nói điều đó bảy năm là một chuỗi thời gian đủ dài cho đám người hầu hiểu rằng người chủ mới của mình mặc dù là một người đan mạch không phải là một người bùn xỉn như người chủ cũ nhưng họ những người nông nô này vẫn còn chút gì e dè cũng không mấy ngạc nhiên vì nàng đã chứng kiến những người quản gia hung ác và tàn bạo như thế nào trước đây erica là người đã chấm dứt những cuộc tra tấn bừa bãi khi nàng tới đây vào bốn năm trước khi anh trai của nàng là Ragnar trao cho nàng toàn bộ quyền hành không phải nàng là một người yếu mềm nàng có thể dùng đến đòi roi hoặc hình phạt treo cổ khi cần nàng không thể cai quản mảnh đất này trong khi anh trai mình vắng mặt mà không dùng đến những biện pháp ấy khi cần và nàng cũng không gặp mấy khó khăn với chúng nàng chỉ tin vào lẽ công bằng và tội ác thì sẽ phải bị trừng phạt nàng đã phó mặc công việc cho anh trai mình trong suốt ba năm trước khi nàng tới Thực sự đó không phải là lỗi của anh ấy khi không làm được gì nhiều, bởi lẽ anh phải tham gia quân đội hầu như xuyên suốt khoảng thời gian đó và vì thế mà không thể nắm bắt được hết tình hình. Anh đã có một sự cai quản khá tốt mà không cần đến bất cứ một cuộc đổ máu nào. Người chủ cũ Anglian từng sống ở đây đã cai quản không mấy thành công và ông ta có thể mất hết tài sản cho quân đội đi xâm lược vì thế ông ta đã đề nghị Ragnar Harrison cưới con gái duy nhất của ông. Và Ragnar rất lấy làm hạnh phúc vì có được người con gái này cùng với tất cả những gì nàng mang theo, bao gồm cả sự trung thành của đám gia nhân. Người cha già đã qua đời sau đó, và lẽ dĩ nhiên là chàng rể Ragnar được kế thừa tất cả và bởi lẽ đó mà một cuộc hôn nhân hợp pháp nên đám gia nhân vẫn tiếp tục trung thành dù cô chủ của họ đã chết khi sinh vào 9 tháng sau đám cưới. Giờ thì họ trở thành người của Ragnar và tất nhiên cả Erika. Khi nàng đến đây, những cuộc tra tấn, nạn đói, giết chóc đã hết. Tuy vậy, những người ở đây đã sống quá lâu dưới những trò đùa hung ác nên sẽ phải mất vài năm để có thể quên đi những khổ đau từ quá khứ đó là lý do tại sao nàng thường nói năng nhẹ nhàng với viên đầu bếp và giờ đây nàng đang mỉm cười có lẽ là hơi đậm nữa herbert ngươi biết là ta thích thế ta cũng thích công thức của ngươi dành cho ta lời khen của Erika khiến viên đầu bếp dạng dỡ hẳn nàng luôn có khả năng ảnh hưởng tới những người hầu của mình dù là nàng khen thưởng hay quở trách họ ít nhất là đối với đám người hầu là nam giới bởi vì nàng mang một vẻ đẹp khác thường dù chỉ là một nụ cười cũng khiến người khác phải sao động tuy vậy nàng chưa bao giờ trân trọng vẻ đẹp của bản thân vì đó là nguyên nhân khiến chị em họ của nàng luôn chỉ trích nàng trong nhiều năm nhưng giờ đây nàng đã hoàn toàn hài lòng với diện mạo của mình nàng có đôi gò má cao mũi thẳng và ngắn với đôi môi đầy đặn và đỏ hồng đôi mắt nàng màu xanh dương với hàng mi dày và đôi lông mày hình cánh cung mềm mại nhưng điểm nổi bật nhất chính là mái tóc dài màu vàng với những ánh đỏ của nàng nàng là một người phụ nữ cao nếu đem so sánh với những người xung quanh nhưng nàng lại là một phụ nữ mảnh rẻ nếu không nói là gầy gò tuy vậy những đường cong trên cơ thể nàng được xếp đặt thật tài tình với bầu ngực lớn nhất mà vẫn cân đối với dáng vóc và đôi chân dài của nàng một đôi mắt dõi theo nàng khi nàng bước qua phòng bếp và cái bóng ấy đi theo nàng khi bóng tối đã ùa vào tòa lâu đài của nàng. Từng bó đuốc được thắp sáng, nàng không hề nhận ra đã hàng giờ trôi qua và rằng mọi người đang chờ đợi bữa tối. Bữa ăn cuối của ngày bị gián đoạn bởi những tên trộm gần đây, khiến nàng và đám gia nhân phải kiểm kê những đồ đạc bị mất trong vài giờ đồng hồ nên giờ đây nàng đã vội vã tới đại sảnh bởi lẽ nàng biết herbert sẽ không bắt đầu dọn bữa nếu nàng chưa ngồi vào vị trí của mình nhưng tâm trí của nàng thì vẫn đang nghĩ đến những tên trộm bảy ổ bánh mì và một nửa số gia vị nàng tự nhủ những gia vị sẽ được bán đi không có gì ngạc nhiên nhưng còn số bánh mì nàng nói chuyện với cái bóng của mình tiếng lẩm bẩm nàng nhận được có nghĩa là không un nốt cũng không có chút phỏng đoán tên trộm là ai ư nàng hỏi tiếp vẫn tiếng lẩm bẩm ấy erika thở dài họ đã phải đấu tranh với bệnh dịch trong suốt nửa tháng trời và giờ đây lại là nạn ăn cắp vặt những nông sản vũ khí và cả gia súc hoặc có một kẻ lạ mặt khôn ngoan đang dò la khu trang viên, hoặc chính là một trong đám gia nhân đã bán đồ ăn cắp tại Bedford vì một chút lợi lộc thật lạ là Unnot viên quản gia vẫn chưa tóm được hắn với tội lỗi này thì đảm bảo hắn sẽ bị một trận đánh ra trò vì Unnot là một người thích sử dụng đến roi da nàng xem thường viên quản gia người sắc sần to béo này từ ngày đầu tiên nàng gặp ông ta người đàn ông này vừa hiếu thắng sắc láo và vẻ tàn bạo của ông ta có thể khiến bất cứ kẻ phạm lỗi nào cũng run sợ nàng có thể cho ông ta nghỉ việc từ lâu nhưng mỗi lần nàng ra lệnh thì ông ta lại cúi đầu lắng nghe khiến nàng không có lý do và những người đàn ông khác thì đều tuân lệnh ông ta và sợ ông ta còn hơn cả sợ nàng điều này thì không còn gì phải nghi ngờ ông ta vẫn đề xuất những hình phạt nặng hơn nàng nghĩ nhưng ông ta luôn luôn tuân theo những quyết định của nàng mặc dầu là miễn cưỡng nàng đã tới đại sảnh nơi đã được thắp sáng đầy đủ đám người làm đang tụ tập thành những nhóm nhỏ nhưng tránh những chiếc bàn đã được dọn ra nàng có thể hình dung rằng một nửa trong số họ đang lo lắng về những ngày sắp tới sẽ hiếm hoặc không có chút thức ăn nào họ không cần thiết phải lo lắng đến như vây nhưng những nỗi sợ hãi ngày xưa không dễ dàng mà quên được với họ những nỗi sợ hãi mới có thể dễ dàng để sang một bên hơn Nàng thấy hài lòng khi những cuộc xì xào trò chuyện của đám người hầu không chấm dứt khi nàng bước vào phòng, điều họ thường làm trong năm đầu tiên nàng ở đây. Tất nhiên, hiện tượng này không phải do nàng tạo nên, mà chính là cái bóng của nàng một người hết mưu xê khéo léo. Anh ta là Tơ Ga 10 feet, biệt hiệu 10 feet thường là phần cường điệu như hầu hết những cái tên Viking khác, nhưng ở trường hợp của Tơ Ga thì nó không cường điệu quá nhiều thư xe tế là anh ta cao tầm 7 feet, khoảng 2 m 13, với khuôn ngực rắn giỏi, trông hùng dũng như một con gấu với mái tóc bờm sờm và bộ dâu đỏ, và một đôi mắt nâu dịu dàng ít nhất có nàng nghĩ vậy. Không ai khác, kể cả anh trai nàng nghĩ như thế về tơ ga, người với chiếc rìu to gấp 3 lần cỡ bình thường, khiến ai cũng phải khiếp đảm. Và anh ta luôn ở bên cạnh Erika, chưa bao giờ vắng mặt. Đã luôn là như thế từ khi nàng lên 10, khi nàng tìm thấy anh ta ở gần cái hồ bí mật nơi nàng thường tới để trốn tránh những cuộc cãi vã và phiền phức từ ngôi nhà của mình. Lúc đó anh ta đã sắp chết nằm trên vũng máu của mình, với một chiếc rìu cắm vào lưng và nửa tá những vết chém dọc khắp cơ thể. Anh ta là một người Na Huy và đã bị chính anh trai của mình, người luôn ghen tị và sợ anh, bán làm nô lệ một tên buôn nô lệ đã hứa với anh trai của tơ ga rằng tơ ga có thể mất mạng tại chợ nô lệ tại viễn đông đám thủy thủ thường chế nhạo rằng anh có thể được trả giá cao để làm kẻ hầu hạ ở trốn hậu cung nhưng trước hết anh phải mất đi phần nam tính của mình và thế là anh cố trốn thoát khỏi con tàu đó khi nó cập bến để lấy nhiêu liệu và lương thực tại bến cảng của gia đình nàng toàn bộ đám thủy thủ đã đuổi theo anh và có thể thấy xác của họ chảy dọc trên đường dẫn ra cái hồ bí mật của nàng những điều này thì về sau erica mới biết nhưng cái xác của anh lúc đó là điều khiến nàng lo ngại nếu giúp anh thì cái hồ sẽ không còn là trốn riêng tư của nàng nhưng để mặc anh ta chết và thối giữa ở đó thì cũng tệ như vậy thế là nàng mang kim chỉ tới và bắt đầu dùng những thảo mộc mà nàng biết để cứu anh và kỳ diệu thay nàng đã làm được và trong khi anh hồi phúc dần thì cha nàng đã tích thu con tàu không có thủy thủ đoàn và toàn bộ hàng hóa nô lệ sau đó đem bán ở Bơ Ca. Bởi vì lẽ đó mà cuối cùng thì ông cũng đặt ra một vài câu hỏi về những cái xác được tìm thấy và một vài câu nữa vào ngày Erika mang tơ ga về ngôi nhà của mình với một lời giới thiệu vòn vẹn anh. Ấy là bạn con, anh trở thành cái bóng của nàng từ lúc đó. Có một cái bóng như tơ ga quả là một điều không tệ anh là một người kiệm lời và nàng dần cũng hiểu ý nghĩa của những tiếng gầm gừ của anh như một thứ ngôn ngữ riêng thư cê tế anh là người ban thân thiết nhất của nàng và anh cũng là người giúp nàng tránh những đòn roi của cha nàng đòn roi là điều xảy ra thường xuyên với những người anh chị em khác của nàng cha nàng có hai người vợ chính thức và ba người vợ lẽ tất cả họ đều cho ông rất nhiều con cái tính đến lúc ông chết là 20, và Erika thì không mấy thân thiết với họ, trừ anh ruột cô là Ragnar. Mẹ của họ là người vơ chính thức thứ hai. Người vơ trước đã sinh hạ bốn con gái và ba con trai, những người này nhiều tuổi nhất trong đám con cái của cha nàng. Thực tế, người con trai cả đã thế chỗ cha nàng tại mảnh đất ở Đan Mạch có ba người con gái nên chính anh ta phải lo lắng về việc hôn nhân cho con gái mình hơn là cho Erika và một người em gái chưa kết hôn của mình. Và với hầu hết những thanh niên còn sót lại ở vùng này những kẻ kiếm tìm một món hồi môn béo bở thì nàng sẽ không thể tìm nổi một người chồng hay một mái nhà của riêng mình. Nhưng chính anh Ruot nàng là người đã rời bỏ ngôi nhà để tìm kiếm một chỗ cho riêng mình và đã thành công và đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời Erika khi anh đã đón nàng về ở cùng tay mảnh đất đông Anglian. Nàng đã không kỳ vọng nhiều, chỉ cần được rời khỏi ngôi nhà đông đúc và ngột ngạt ấy nơi nàng chưa bao giờ được chào đón thư xê sự. Nhưng Ragnar đã chia sẻ cơ ngơi mới của mình cho nàng, cho nàng quyền hành cao nhất trong ngôi nhà của anh, đó là làm bà chủ trang viên, và thay anh điều hành khi vắng mặt. Không còn vô vọng về chuyện hôn nhân nữa đã có 5 người Viking vạm vỡ ngỏ lời, và đều bị Ragnar từ chối vì ho đều là thuốc ha của anh. Anh có yêu cầu cao hơn dành cho cô em gái của mình, ít nhất cũng phải một điền chủ giàu có và đầy quyền lực. Đây là ngôi nhà mới của họ. Đã đến lúc phải củng cố địa vị của họ bằng những liên minh. Và giờ Ragnar cùng với thuộc hạ của mình đang đi tìm kiếm những cuộc hôn nhân có lợi cho họ. Erika đáng lẽ nên hài lòng anh đã hứa sẽ đem về một người đàn ông lý tưởng cho cô em gái của mình và nàng không mảy may nghi ngờ rằng nàng sẽ không hài lòng bởi vì Ragnar luôn mong nàng được hạnh phúc. Vấn đề là, người chồng của riêng nàng không phải là điều nàng trông đợi. Anh trai nàng đã cho nàng quá nhiều thứ đã làm hư hỏng cô em gái và nàng hoàn toàn hạnh phúc với những gì đang có thậm chí mong muốn có những đứa trẻ của nàng cũng đã được đáp ứng với con trai của Ragnar, Thurston, nàng đã đảm nhiệm việc nuôi dạy cậu bé. Sự thư xê là, nàng vẫn mong có một người chồng và vẫn hy vọng về một tình yêu, và nàng thường cầu nguyên rằng người đàn ông mà Ragnar tìm cho nàng sẽ chính là tình yêu đó. Nhưng nàng hết mưu xê hài lòng với bản thân bây giờ, và nàng sơ sự thay đổi, sợ rằng nàng sẽ không được hạnh phúc như bây giờ nàng cho rằng nỗi sơ đó là bình thường như hầu hết những phụ nữ khác khi phải đối mặt với hôn nhân với một người đàn ông không quen biết cuộc sống của nàng sẽ thay đổi một lần nữa khi mà nàng đã quá quen với cuộc sống bây giờ và nàng cũng biết rằng cuộc sống của nàng cũng sẽ thay đổi khi ragnar kết hôn lần nữa điều đó là không thể tránh khỏi và mặc dầu nàng vẫn được chào đón ở ngôi nhà của anh trai trong suốt phần còn lại của cuộc đời nếu nàng lựa chọn ở lại đây, thì nàng cũng không muốn lặp lại những ngày tháng trở nên vô dụng và không được đoái hoài như trước đây. Vì thế nàng chưa từng nói về sở thích của mình khi chủ đề đó được đưa ra, và nàng cũng không đòi hỏi gia hạn một hay hai năm trước khi nàng phải kết hôn. Ragnar nghĩ rằng anh đã chiều theo sở thích của em gái. Nàng đã để cho anh nghĩ vậy, nhưng nàng không mấy hạnh phúc về điều đó. Nàng chỉ ước rằng mọi thứ vẫn giữ nguyên như nó vốn có. Nhưng nàng không hề lường trước được mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng so với dự liệu của mình. Chương 5, nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Chiếc xe bò chậm rãi lê từng bước trên con đường nhỏ xuyên rừng, một bà già với đôi tay gân guốc và mái tóc đã điểm bạc đang ngồi phía sau dây cương một phụ nữ trẻ tấp tễnh theo sau chiếc xe, không một chút đau đớn bởi cô ta bị tập tễnh là do từ lúc sinh ra một bên chân ngắn hơn chân kia. Họ ngửi mùi xác chết bốc lên rất lâu trước khi nhìn thấy những thi thể đang rải dọc trên đường. Đó là thứ mùi mà bà già Vanda luôn chào đón, còn cô cháu gái của bà, Bly, thì ghê tởm nhưng đã quen thuốc từ lâu. Cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy những xác chết, Vanda đánh chiếc xe sang một bên đường và háo hức nhảy xuống. Bà vốn là một bà già nhanh nhẹn so với tuổi của mình, bà bắt đầu di chuyển dọc theo các xác chết để tìm kiếm những túi tiền còn sót lại của những kẻ xấu số. Không lâu sau Bly nghe thấy tiếng cằn nhằn của bà cô khiếp lũ dọn đường đã vét sạch. Đáng lẽ bà nên nói là những kẻ dọn đường khác, bởi lẽ chính hai cô cháu Vanda cũng là những người dọn đường những cuộc chiến đã tàn phá mảnh đất này trong nhiều năm đã từng là nơi kiếm cơm của bà và buộc bà phải theo chân những kẻ thù đan mạc với lý do là bà đang tìm kiếm con trai mình không ai phê phán khi bà đi dò la quanh những thi thể ngã xuống và vơ vét từng đồng xu hay trang sức còn sót lại trong túi họ nhưng những gì vanda nói là hoàn toàn đúng những kẻ dọn đường khác đã tìm thấy những xác chết này và vét sạch tất cả những đôi ủng áo choàng đồ da vũ khí và cả đồ len đều bị lấy sạch chỉ còn hai mảnh áo chẽn là còn lại bởi lẽ những vết thương đã khiến chúng te tua đến mức không ai thèm lấy hầu hết những người đàn ông này vẫn còn chiếc quần trong bê bết máu và sặc mùi chết chóc còn những đôi vớ của họ đã bị lột sạch hai trong số họ thì hoàn toàn trần chuồng có lẽ đồ lót của họ vẫn còn sạch sẽ nên đã bị cướp đi Blai đứng bên đống xác chết và kiên nhẫn chờ bà cô của mình xong xuôi công việc. Vanda thì quá tức giận vì không còn gì để mà lấy và đang kéo mạnh một trong những áo chẽn còn sót lại. Blai biết rằng nàng có thể giặt sạch và khâu lại để bán nó đổi lấy một bữa ăn nóng sốt. Blai ghê tởm khi chạm vào một xác chết và bà cô thì chưa bao giờ bắt nàng phải giúp mình điều mà nàng lấy làm biết ơn nàng thường bán những thứ họ tìm được và thậm chí bán mình khi vào mùa đói kém vanda đã nuôi nấng nàng và đây là người thân duy nhất mà nàng biết nhưng vanda đã già và đang khẩn thiết cần một mái nhà hơn là một chiếc xe bò và cái rét rình dập quanh chiếc giường của bà đó không phải là điều vô vọng ít nhất là giờ đây khi vanda nghe tin vợ của người anh họ đã qua đời và bà cùng cô cháu bly đang trên đường tới thăm người anh tại bedford chính vợ của Andric đã không cho họ vào nhà khi họ van nài, nhưng giờ thì bà ta đã chết, và Vanda hy vọng người anh họ mình sẽ cưới Bly và cho họ một mái nhà mà họ ao ước. Ông ta luôn đối tốt với con bé, dù nó trông hơi di dạng. Một mái nhà và thức ăn mỗi ngày quả là một điều tốt lành. Đôi mắt nàng nhìn quanh khi chờ đợi bà cô của mình. Nàng ghét cảnh chết chóc vì đã chứng kiến quá nhiều, nhưng đôi mắt nàng vẫn bị hút vào chúng với một niềm đam mê không mấy lành mạnh. Và đôi mắt nàng lại trở lại tới một người đàn ông mà nàng đã nhìn ngắm nhiều lần đến mức cuối cùng nàng cũng quyết định lại gần. Anh ta là một trong số hai người đàn ông đã bị vét sạch và Vanda đã lật ngửa người anh ta vừa lẩm bẩm và chửi rủa vì anh ta quá to lớn để tìm kiếm những chiếc nhẫn trên đôi tay anh. Có lẽ anh đã không đeo cái gì, vì nếu có anh đã mất vài ngón tay cách nhanh nhất để những kẻ dọn đường lấy đi một chiếc nhẫn dính chặt vào đôi tay. Một cái xác còn nguyên vẻ trẻ trung mà Bly không thể nhìn thấy một vết thương nào, trừ những vết sẹo chứng tỏ anh là một chiến binh. Anh cũng là người trẻ nhất, lớn nhất mà nàng từng biết đến. Nhưng chính khuôn mặt anh là nơi nàng không thể rời mắt, khuôn mặt thiên thần, đẹp đến mức khiến bầu ngực nàng nhói đau. Và lần đầu tiên trong nhiều năm nàng nhìn một xác chết như thế, đôi mắt nàng nhỏ lệ. Đó chính là bởi sức hút của anh khiến Bly, một người không quen biết có thể khóc trước cái chết cả một người đàn ông trông như anh. Và đây là điều nàng đang làm mà bà cô nàng không hề biết và nàng còn ngồi phục xuống cạnh anh, đôi bàn tay đặt lên đôi má anh. Làn da anh vẫn còn ấm và mềm, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên và nàng bất ngờ rụt tay lại khi cảm nhận được hơi thở của anh, cô Vanda, người đàn ông này chưa chết, Vanda nhìn lên khi đang gặp chiếc áo chẽn vừa lấy được và đáp, thì sao? Hắn cũng sớm chết thôi, nhưng trên người anh ta không có một vết thương nào, Vanda lại gần và nhìn xuống người đàn ông. Bà lật mạnh người anh và nhận thấy không có một vết thương nào. Bà quỳ xuống và nâng đầu anh lên bằng cả đôi tay và tìm thấy vết hằn đã đánh gục anh, nhỏ bằng nắm tay bà bà thả đầu anh xuống mặt đất cứng không mảy may bận tâm đến chấn thương có thể mang lại cho anh anh cũng không gây ra một tiếng động nào anh ta đã bị đánh vỡ sọ bà nói một cách tự nhiên thường thì họ khó mà tỉnh dậy sau những vết thương như vậy nhưng anh ấy có thể ừ anh ta có thể với sự chăm sóc thường xuyên điều mà anh ta không thể có ở chốn này giờ thì đi theo ta ta đã xong việc cháu có thể chăm sóc anh ấy sắc mặt vanda chuyển sang tức giận không sao cháu có thể chúng ta còn không có đủ thức ăn để cắm chai tại đây và sẽ tốn nhiều thời gian nếu chúng ta làm vậy anh ta có vẻ khó mà qua khỏi nhìn chằm chằm vào người đàn ông bly trở nên bướng bỉnh nếu có một cơ hội để cứu sống anh ấy cháu sẽ làm nghe này chúng ta không thể nấn ná ở đây thêm chúng ta cần tới ngôi lành tiếp theo để mua thêm lương thực, vây chúng ta có thể mang anh ấy theo, Vanda giật manh tay nàng, cháu có điên không vậy? Vì sao chúng ta phải làm điều ngu xuẩn đó, để cứu sống anh ấy, Bly giải thích đơn giản. Nhưng anh ta chẳng là gì với chúng ta, khi ấy Bly nhắc tới một điều đảm bảo Vanda sẽ đồng ý, anh ta sẽ ban thưởng cho chúng ta một món hời nếu chúng ta cứu anh ấy. Không chỉ vài xu và một trăm là ít anh ta là lãnh chúa. Nàng không muốn chúng ta trông bớt nhếch nhác khi tới gặp Andrik ư. Ừ. Vanda có vẻ động lòng, nhưng vẫn còn lưỡng lự, nhưng đây không phải là công việc dễ dàng nhét thức ăn xuống cổ họng một kẻ giờ sống giờ chết không thể nuốt được. Anh ta sẽ yếu dần và có thể chết đi sau một tuần, có thể là 200, vậy hãy giúp ta cho anh ta lên xe nhưng ta cảnh cáo cháu nếu anh ta không tỉnh vào lúc chúng ta tới bedford ta sẽ tự chôn anh ta vào bụi rậm ta không thể tới gặp andrick với người đàn ông này anh ấy sẽ không cho chúng ta bước vào cửa ông anh ta không thích dính dáng đến quý tộc không tốt đẹp gì vậy cháu hứa đi hoặc không ta sẽ bỏ mặc anh ta ở đây lại gật đầu vui vẻ, với niềm tin tưởng mạnh mẽ rằng họ có thể chữa lành vết thương cho anh trong nửa tháng trong thời gian họ tới Bedford với con bò già của họ. Tất nhiên là người anh không vừa với chiếc xe. Cái lưng của anh cần được nghỉ ngơi vì thế chân anh thả dọc đuôi xe bởi lẽ chân anh quá dài, và mỗi lần gặp ổ gà trên đường thì chân anh lại quệt xuống mắt đường. Nhưng dù thế thì anh vẫn không tỉnh. Ngày qua ngày, Vanda thì ngày một cằn nhắn, mặc dù bà đã chỉ cho Bly cách để đưa thức ăn vào cổ họng anh. Tuy vậy, cũng không mấy thức ăn trôi vào dạ dày theo cách đó, mắc dầu nàng có thể nhận thấy anh đang dần hồi phục một cách chậm chậm. Nhưng nàng vẫn dành cho anh sự chăm sóc chu đáo nhất, nàng đã yêu anh. Thậm chí nàng đã bán mình để mua thịt nấu súp cho anh, khi chính nàng và Vanda không có thức ăn cho chính họ nàng lấy làm vui vẻ với niềm tin rằng anh sẽ sống mặc dầu thực tế là anh chưa hề cất một tiếng nào chưa từng cử động nhúc nhắc một đốt xương nào chưa hề mở mắt và cứ liên tục lên cơn sốt blythe xê tâm đã làm hết cách có thể mặc dù cả nàng và vanda đều không biết mấy về chữa trị vết thương nhưng khi họ tới bedford thì tình trang của anh vẫn không có gì biến chuyển với lời hứa từ trước với bà nàng, Bly cố nấn ná thuyết phục bà nàng cắm trại thêm hai ngày nữa, nhưng nàng không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Tương lai của chính nàng còn đang bị đe dọa, một cuộc sống tốt hơn hay không? Vanda thì chắc chắn rằng tương lai của họ sẽ bị đe dọa nếu đem theo một người đàn ông mà họ không quen biết. Nhưng, Chúa giúp nàng, đó là điều khó khăn nhất Bly từng làm, là để lại anh. Nàng đã khóc khi mặc cho anh bộ đồ trong đống đồ trôm chỉa được của Vanda, thậm chí phải vật lộn với bà cô của mình, vì Vanda không muốn phí phạm. Còn Bly thì không muốn để anh trần chuồng như khi họ tìm thấy anh. Đó là điều tối thiểu nàng có thể làm cho anh, giờ thì nàng phải bỏ mặc anh cuối cùng thì nàng vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng vỗ vào anh hết lần này đến lần khác, gào thét mong anh tỉnh dậy, tức giận với sự trớ trêu của số phận, sau tất cả những cố gắng của nàng. Thì bà cô của nàng đã đúng, anh sẽ không tỉnh dậy. Cuối cùng thì chính Vanda đã kéo nàng đi, phàn nàn về đôi mắt sưng húp của nàng, rằng Andrick sẽ không thích như vậy. Bly không còn quan tâm gì vào lúc đó nàng sẽ khiến andrick cưới nàng dù mắt có sưng húp hay không và mặc dù nàng không thể gặp lại người đàn ông ấy thêm một lần nào nữa dù anh ấy là ai thì nàng sẽ nhớ đến anh trong suốt phần cuối của cuộc đời mình